Vietnam is another country that has shown remarkable growth in Asia. Known as Little China with its open-door economic policy, Vietnam is a rapidly growing emerging market. The commercial and economic center of Vietnam, Ho Chi Minh. Which strategies have Korean companies been using here? Over half of Vietnam's 93 million population is made up of the young generation. And because of this, marketing strategies that introduce a new trend are highly effective. One Korean bakery used such strategy by targeting the younger consumers. A trendy atmosphere and kind customer service have made this bakery a popular cultural place. Another Korean company focused on Vietnam's distribution market, Duong Thuy, recently moved to a new house in Ho Chi Minh. She needs many new household items but has little time for shopping because of work. Then she found a simple solution, TV home shopping. Hello. Chị em đang xem cái chương trình nệm cao su. Chị cho em hỏi là cái giá của cái loại mà kích thước 1.6 2.0 là bao nhiêu? Items she purchased through TV home shopping are delivered within days. From broadcasting to delivery, a Korean home shopping company takes care of everything. The home shopping industry in Vietnam is still in its beginning stage. Most customers check their goods upon delivery and pay cash, since the credit card service isn't widespread yet. But it has its advantages. People rarely ask for refunds. Có những cái khoảng thời gian bận rộn giống như là những người mà phải đi làm việc thường xuyên thì nếu mà sử dụng những cái dịch vụ trên home shopping thì là mọi người có thể ngồi một chỗ, ngồi tại nhà và nhấc máy điện thoại lên và cũng sẽ có người giao hàng đến tận nhà, thì mình thấy là nó rất là tiện lợi và mình nghĩ là chất lượng thì chắc chắn là sẽ tốt hơn những sản phẩm ở Việt Nam. Thì mình nghĩ là cái home shopping ở bên Hàn Quốc thì cái service cũng như là cái vận hành và sản phẩm của họ sẽ phong phú và đa dạng hơn. This is where they make convenient shopping possible. A TV home shopping station jointly established by Korean and Vietnamese companies. And this station uses a different kind of broadcasting compared to other Vietnamese home shopping channels. They are the only home shopping channel to broadcast live. They are about to go on the air, and the host must stay alert, as it is a live show. The show begins. Because it's airing live, they cannot make any mistakes. Still, they insist on this format because it gives life to the show. Other Vietnamese home shopping channels only give simple product explanations, but this show grabs attention with its demonstrations and stylish composition. About 30% of all products sold on this show are made by small and medium-sized Korean companies. This channel boasts high sales, making up about 50% of Vietnam's home shopping market share. Khi mà người tiêu dùng mua sắm thì cái độ bền rất là cao. Và cái sự khác biệt giữa các sản phẩm từ Hàn Quốc với lại các sản phẩm của những nước khác á, thì theo mình thấy đó là về cái mặt mức giá. Ví dụ như là có nhiều cái sản phẩm Hàn Quốc thì cái mức giá nó khá là tương đối phù hợp với thị trường châu Á. Nhưng mà có những cái sản phẩm từ thị trường khác, ví dụ như là home shopping của Mỹ nè, hoặc là các sản phẩm từ Nhật chẳng hạn, thì đa số mình để ý thấy là cái mức giá nó cao hơn. Cho nên là những sản phẩm của Hàn Quốc thì tại thị trường Việt Nam nó khá là gần gũi, bởi vì cái mức giá nó hợp lý mà cái chất lượng sản phẩm thì cũng được đảm bảo. 한국 기업과 베트남 기업이 같이 공동 투자해서 설립한 그 홈쇼핑 회사이기 때문에 한국의 우수한 중소기업 상품들 그리고 베트남 상품들이 우수한 상품들이 있는데 베트남 소비자들한테 많이 알려져 있지 않은 상품들을 소개함으로 저희가 베트남 또 지역 경제나 사회에 또 기여하는 부분이 있기 때문에 한국 중소기업 상품과 베트남 중소기업 상품은 더 좀 우선적으로 방송하려고 노력하고 있습니다.
In fact, Korean companies' success in the Vietnamese market was in part supported by Vietnam's economic growth. The socialist-oriented country went through a reform in the late 1980s, and the U.S. lifted its trade embargo in 1994. As a result, Vietnam became an emerging market in Asia and recorded steady GDP growth rate for the past 5 years. Korea and Vietnam have maintained a good relationship as economic partners. Korea has been the top foreign investor in Vietnam for the past 5 years, with over 4,000 Korean companies based in Vietnam. Financial markets become more active when there are more foreign investments. 20 years ago, a Korean bank opened a branch in Vietnam. Duong Thai Ni Ha was a newly recruited employee at the time. 21 years later, she achieved her dream of becoming a branch manager. She also witnessed the growth of Vietnam's financial market. Mà chị chụp với lại các bạn ngày 1 tháng 6 năm 1995 trong cái buổi lễ khai trương của ngân hàng Shinhan tại khách sạn New World. Thì cái bức hình này đã đi cùng với chị là 21 năm rồi, rất là nhiều kỷ niệm. Đa số nhân viên của Shinhan hiện bây giờ là đều là người Việt trên cả nước. Thì trong số rất là đông nhân viên của Shinhan từ Bắc cho tới Nam là cũng đã gần 1.000 nhân viên. Thì trong đó chỉ có chưa đến 40 người là người Hàn Quốc, còn lại tất cả đều là người Việt. Thì khi các nhà đầu tư ở nước ngoài vào thị trường Việt Nam thì ngoài cái việc mà tìm kiếm cái cơ hội đầu tư tại Việt Nam ra, thì đồng thời là các nhà đầu tư cũng tạo ra rất là nhiều cái công ăn việc làm. The expansion of Vietnam's financial market even brought changes to people's lifestyles. There are more job opportunities and customers. Just 10 years ago, only 10% of the Vietnamese population made financial transactions. Now it's different. When Vietnam joined the World Trade Organization in 2007, foreign companies began entering the Vietnamese market, and ordinary citizens actively began using banks. 지금 베트남 경제가 이제 갈수록 좀 안정 단계를 넘어서 굉장히 도약하는 그런 단계라고 보고 있습니다. 여기 있는 모든 비즈니스 경제 성장이 아마 잘 될 거로 보여지고요. 그렇다면 당연히 실물 경제를 따르는 금융도 그만큼 역할을 할 수 있는 여지도 굉장히 많아지지 않겠냐 그렇게 보고 있습니다. However, GDP growth and increased consumption are not the only factors behind Vietnam's development. The driving power comes from the young Vietnamese working class. This explains why many manufacturing factories are being built. In Vinh Phuc province, there is a large factory complex made up of various global manufacturing companies. Many employees commute using motorbikes. This Korean company makes life-saving gear, helmets, and also exports them worldwide. Since its establishment in 1971, this Korean company has specialized in manufacturing all types of helmets, from ones for racing to general use. It also established sales subsidiaries in America and Europe to expand its network, and operates manufacturing factories in Korea, China, and Vietnam. Motorbikes are the most popular mode of transportation in Vietnam, so the staff takes great pride in designing stylish and safe helmets. Working at a Korean company is a unique experience. Korean companies are regarded as the most desirable workplace among Vietnamese people, and it proves their fondness for Korea. Tôi thì vừa rồi công ty thì cũng rất may là cho sang công ty mẹ đào tạo và học hỏi rồi những kinh nghiệm về để cải thiện vấn đề sản xuất, thúc đẩy vấn đề sản xuất để nâng cao vấn đề hiệu quả sản xuất của công ty để góp phần vấn đề phát triển của công ty. Công ty cũng đã thường xuyên tổ chức những buổi hàng năm tổ chức cho cán bộ công nhân viên được đi sang bên Hàn Quốc công ty mẹ học hỏi và đào tạo cho học hỏi và đào tạo kiến thức về để cùng với công ty
nâng cao hiệu quả và cải thiện vấn đề sản xuất để sản xuất ra những cái sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất và đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. In order to make world-class helmets, they must pay careful attention to safety testing. From shock absorption and strap elasticity to thermal conductivity, helmets must pass an extensive testing to become finished products on the market. This factory is equipped with everything it needs to conduct tests according to the safety standards of the US, Europe, Southeast Asia, and South America. Producing a safe helmet carries a special meaning in Vietnam. Not wearing a helmet can be life-threatening, but many Vietnamese people still remain indifferent to this issue. The Vietnamese government even promoted the use of proper helmets in March 2014, but people just kept wearing cheap helmets to avoid paying fines. But recently, this company's products has been gaining popularity among young Vietnamese consumers. The word spread that they are safe and stylish. One customer is looking for a new helmet. He carefully compares it with his current one and explains the difference. Cái mũ này đội đi đường thì nó bụi à. Thứ nhất là thế, thứ hai là nó không an toàn, cảm giác nó không an toàn đấy. Thứ hai là đi nó cứ lật lên lật xuống này này. Đấy. Còn đâu? Thế bảo cái mũ này là này, kính kia kìa, tốt này. Cái này đi cái đội này thì nó an toàn, với nó thời trang nó đẹp hơn. Thì cho nên là mình muốn đến mình chọn một cái. Starting today, he will throw his old helmet away and enjoy a safe ride with his new sturdy helmet. What's the secret behind Korean company's success in the fiercely competitive market of Vietnam? The key is localization strategy. This Korean businessman took over a company in decline and revived it. President Lee Jae-un. It's early in the morning, but he's already on his way to work. It was his unconventional thoughts on localization that made his company what it is today. What kind of strategy did he use? Due to the hot weather, Vietnam's morning rush hour starts an hour earlier than Korea's. What does this factory manufacture for domestic consumption? President Lee's factory makes comforters. And these days, they have been busy making cotton-stuffed comforters. How did he come up with the idea of selling comforters in this hot country? Usually, Vietnam is north and south, 2,000 km above. Hanoi, north, is Hanoi,북쪽은 한국이랑 똑같이 그 춘하 추동이 있어요. 겨울에는 엄청 춥습니다. 기온은 뭐 한
한 2, 3도 내외인데 난방을 하지 않고 살기 때문에 두꺼운 이불을 덮고 자야지 숙면할 수가 있어요. 국민소득이 계속적으로 올라오고 있고 날씨가 더우면 더울수록 중산층은 집에 에어컨이 있어요. 에어컨을 켜고 잘 수밖에 없거든요. 밤에 엄청 더우니까. 그럼 에어컨을 켜는 순간에는 또 이불 없이는 못 자잖아. 얇은 이불. 그래서 이게 소득이 올라가면 올라갈수록에 어떤 이 침구류에 대한 그 어떤 욕구는 고급 침구류에 대한 욕구는 날로 올라갈 것이고 특히 또 우리 베트남 소비자들이 건강에 대해서 엄청나게 관심이 많습니다. 이거는 적어도 우리 한국 사람보다 한 두 배는 더 많은 것 같아. Tại sao tôi thành công trong công việc Everon? Sự khác biệt là do chất lượng giấc ngủ ngon. Everon is now Vietnam's number one bedding company. It used to make and export insulating material for padded clothes. But President Lee accurately understood Vietnamese people's needs and made the decision to manufacture bedding. It was a success. And being a Korean brand also contributed to the company's growth. Everon이라는 그 브랜드가 우리가 처음에 할 때 뭐 이불, 베개, 침대, 매트리스는 한국 해가지고 이제 에버론의 브랜드를 홍보를 했어요. 그러니까 에버론 제품이 이제 한국인의 100% 기술로 만들어진 제품이라는 것들이 소비자들한테 이미 인식이 돼 있었죠. 저희들은 맨 처음에 여기에 그 이불을 론칭을 했을 때는 베트남 내에는 브랜드가 달린 이불 자체가 없었어요. 그 당시에 저희는 한국에서 원단을 100% 수입을 해서 판 최초의 저희 브랜드입니다. Everon recorded 30% growth every year and quintupled their sales in 5 years. And there are over 600 stores in Vietnam that operate under its name. It was also the first company to recruit authorized stores. The key to increased sales lies not only in high-quality products, but also in respecting the opinions of the authorized stores that sell those products. Learning what customers want is the fastest way to realize localization. Today, the company will host a special event. They will invite retail distributors from Hanoi. After the event, the distributors will order products that they want to stock. This process is efficient and has a high satisfaction rate because the company only manufactures products according to the orders. 현지 그 베트남 디자이너들이 있지만 최종적으로 확정을 하는 거는 저희 한국 사람의 감각과 그런 시각으로 하는 거라서 한국적인 부분이 상당히 가미가 되어 있죠. 예, 그래서 일반 베트남의 로컬 기업들이 출시하는 제품과 저희들 제품은 분명하게 디자인이라든지 퀄러티라는 데 있어서 차이가 좀 있다고 뭐 많은 소비자들한테 얘기를 듣고 있습니다. The new products are finally revealed to the retail distributors. They thoroughly check each product and take pictures. What's the score for this new product? Nếu mà 10 điểm thì chị cho mấy điểm? 7 điểm hay 8 điểm hay 9 điểm hay 10 điểm? Chị cho cái này 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. The company added Korean aesthetics to the new product design, and the vintage charm has captivated the distributors. The company employees are even wearing hanbok to emphasize that these products are made by a Korean company. Giá cả cũng chấp nhận được. À, dạ, dạ, dạ. Ok, ok. Anh chị là xem được nhiều mẫu chưa? The distributors respect President Lee as a trustworthy businessman, and his popularity proves it. High-quality products are crucial for increasing sales. It is the company's hope that its sales will go up, even higher in 2017. Hoa văn có thể là đẹp hơn mà nó màu sắc thì đậm đà mà ấm cúng. Vì hàng của mùa đông thì chủ yếu là bán cho những hàng cưới về nhà mới và người ta sắm những đồ mới. Cho nên hàng mùa đông của Everon rất là đẹp, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
nó thể hiện những cái đẳng cấp của hàng Everon trên thị trường của Việt Nam. Việt Nam chấp nhận hàng Everon. Then, what are the consumers' reaction? We decided to visit a branch retail store. People of all ages in Vietnam use bedding, but the majority of customers are newlyweds or young women. Cái họa tiết này đẹp nhỉ? Vâng, cái này là hàng. Mình rất là thích dùng chăn ga gối đệm Everon bởi vì là màu sắc rất là tươi sáng, rất là phù hợp với cả lứa tuổi của mình. Ngoài ra thì rất là bền. Nhà mình dùng từ khi mà mình còn bé xíu này đến bây giờ thì vẫn rất là bền. Korean companies are thriving in the Vietnamese market thanks to their localization strategy and superior product quality. Now, which direction should they pursue in the future? Trong 20 năm qua thì Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được những cái thành tích rất lớn trong mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là ấn tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Thì trong những năm tới, tôi nghĩ cái sự phát triển của hai nền kinh tế không phải là tăng theo cái cấp số cộng của từng năm đó mà sẽ tăng theo cấp số nhân, vì tiềm năng tăng trưởng giữa hai nước rất lớn và giữa hai nước có cái sự cam kết về mặt chính trị, về mặt lãnh đạo của hai nước, cho nên là một cơ hội rất lớn để cho hai nước cùng nhau phát triển. Tiến tới thập kỷ thứ 21 thì những cái vấn đề về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể học hỏi được từ mô hình của Hàn Quốc, và khi cái khoảng cách về tăng trưởng giữa hai nước đã được thu hẹp thì Việt Nam và Hàn Quốc đều quan tâm tới những cái mục tiêu như là tăng trưởng xanh, tăng trưởng ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng để đảm bảo cho mọi người dân của hai nước đều được thụ hưởng từ cái thành quả tăng trưởng đó. Thì tôi nghĩ đấy là cái mô hình chia sẻ kinh nghiệm và cái mô hình hai nước cùng nhau tiến tới một cái tương lai tốt đẹp của nhân dân giữa hai nước. All you spread as a form of culture. And now, it has become the face of Korean companies' service and product quality. All successful businesses share in common open communication with their employees and customize products for their clients. Made in Korea products are rising. Businesses that sought improvement for everyone involved are succeeding. And that should be the direction the new Hallyu should pursue.